Có hai cặp ổ này không? Ổ này trống 25 bông, mẹ 14 mấy bông này. Thì chim con của mình á thì đứa rồi có một con ra bông. Còn đứa này thì trống này máy 14 hơn xíu, nhưng mà con máy này chỉ có 4 này trống bông rồi, nhưng mà được cái là con nó lúc nào cũng có bông hết á. Đó đó còn trời thôi ha, đâu trống đuôi chỉ hơi tôm thôi chứ không có tôm lắm, mà bán đuôi to. Đó, mọi người thấy bông bông trên lưng á, quay không kịp thì chứ. Đuôi như đuôi cá luôn, ở trong còn miếng đuôi chạy đâu luôn đó.